Thưa quý vị và các bạn, các cặp vợ chồng khi mà tiến tới hôn nhân thì đều mong muốn là một cuộc hôn nhân kéo dài và hạnh phúc. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cuộc sống cũng như mong đợi và họ phải đối mặt với sự chia tay. Và tài sản thì chúng ta đôi thấy rằng mọi người cũng có những cái tranh chấp xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta quan tâm hơn cả đó chính là quyền nuôi con. Và nếu không giải quyết được vấn đề này khéo léo thì người và đối tượng dễ bị tổn thương nhất đó chính là các con trẻ. Chúng đã bị chịu đả kích từ cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ và dễ bị tổn thương bởi vì sự giằng co qua lại trong quyền nuôi dưỡng. Và để hạn chế những tranh chấp đáng tiếc này khiến con trẻ thêm đả kích và mệt mỏi thì cha mẹ cũng cần phải khéo léo trong cách giải quyết của cuộc hôn nhân thiếu may mắn. Vậy làm thế nào để cuộc chiến giành quyền nuôi con khi ly hôn không kéo dài dai dẳng và không đem lại mệt mỏi cho những người trong cuộc thì trong chương trình ngày hôm nay sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Vâng, và một câu chuyện mới đây cũng được dư luận quan tâm, đó là việc Hoa Khôi, Lại Hương Thảo đã xác nhận ly hôn với chồng đại gia của mình và sau quá trình ly hôn còn xảy ra rất là nhiều tranh chấp, đặc biệt là việc giành quyền nuôi con. Và khi quyết định đường ai nấy đi giữa cô và chồng cũ còn có nhiều tranh cãi, Lại Hương Thảo tiết lộ hiện tại cô bị mất ngủ triền miên, thỉnh thoảng phải uống thuốc an thần sau khi hôn nhân tan vỡ. Người đẹp sinh năm 1991 cho biết, cả hai đã sống ly thân từ năm 2019 và đã có những thỏa thuận để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của con và uy tín hai bên gia đình. Lại Hương Thảo thú nhận cuộc hôn nhân của cô không có tình yêu và sự tôn trọng, nhưng lại được gói ghém quá kỹ sau vẻ ngoài viên mãn. Có thể thấy rằng những cái câu chuyện tình yêu rồi đến những cái việc là kết hôn rồi sau đó hậu kết hôn là những cái cuộc chia tay của những người nổi tiếng, những người trong giới showbiz luôn là một cái đề tài mà được rất là nhiều người quan tâm. Và có lẽ rằng đó cũng chính là một trong những cái áp lực khiến cho những cái người trong cuộc họ luôn luôn phải giống như là Lại Hương Thảo đã chia sẻ, phải gói ghém rất là kỹ. Để đến khi mà nó bung bét ra rồi thì thực sự sự tổn thương không phải chỉ là hai người lớn mà còn rất là nhiều người trong gia đình và đặc biệt là những đứa con. Và thưa quý vị, rơi vào hoàn cảnh khá giống với Hoa Khôi Lại Hương Thảo, đó chính là ca sĩ Nhật Kim Anh. Nữ ca sĩ kim diễn viên này đã kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc vào năm 2014. Tuy nhiên, hạnh phúc của cô lại chẳng tày gang. Cả hai đã quyết định ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống. Và có thể nói rằng được chia sẻ với những cái thông tin trên các trang mặt báo cũng như từ chính người trong cuộc thì góc khuất cuộc hôn nhân giữa Nhật Kim Anh và Bửu Lộc được hé lộ là bởi người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Bửu Lộc thì trách vợ cũ hiếm khi ở nhà, không làm tròn trách nhiệm đối với con nhỏ. Còn chị ruột của Nhật Kim Anh là diễn viên Kim Tính lại từng tố rằng Bửu Lộc đã đánh vợ lúc cô mang thai. Khán giả thì lại cho rằng cuộc hôn nhân giữa Nhật Kim Anh và Bửu Lộc còn có nhiều góc khuất khác vẫn chưa được phơi bày. Khi ly hôn thì Nhật Kim Anh nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ do tính chất công việc cũng như muốn con có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên sau này thì Nhật Kim Anh lại muốn giành lại quyền nuôi con vì cho rằng bị chồng cũ và gia đình chồng cũ ngăn cản việc thăm nom con trai của mình. Và hồi tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung của nguyên đơn, quyết định giao con chung cho Bửu Lộc và Nhật Kim Anh cho ca sĩ Nhật Kim Anh trực tiếp chăm sóc. Tuy nhiên, cuộc chiến giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và Bửu Lộc vẫn chưa có hồi kết khi mà Bửu Lộc lại tiếp tục kháng cáo để được tiếp tục quyền chăm sóc con. Và trong những câu chuyện trên mặt báo thì người tổn thương nhất có lẽ chính là những người nổi tiếng và bên cạnh đó là những con trẻ. Khi mà các con trẻ thì cũng đã thiếu vắng đi sự yêu thương chăm sóc giữa bố và mẹ. Nhưng mà hàng ngày thì vẫn có rất là nhiều những phiên tòa ly hôn và giành quyền nuôi con diễn ra. Và với những gia đình bình thường thì sẽ không ồn ào như người nổi tiếng. Nhưng gia đình nào khi mà tan vỡ thì cũng có những câu chuyện vô cùng khác nhau. Có đau khổ mệt mỏi thì họ mới phải ra tòa để có thể phán xét. Và bố mẹ nào thì cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái và những người thì từ bỏ quyền nuôi con vì chưa khả năng đủ tài chính và để con ở với người còn lại với suy nghĩ là con sẽ có cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn. Và nhưng sau đó thì có thể vì nhiều lý do khác nhau bị cản trở không được gặp con, hoặc là có thể khi đã ổn định về kinh tế thì khiến họ nghĩ lại và một cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Điều đáng nói là lo lắng hơn chính là tâm lý của trẻ khi mà dễ bị ảnh hưởng bởi ồn ào của bố và mẹ. Và có thể thấy rằng có rất là nhiều người hiện nay và đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta thực sự vẫn
chạy theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí, cũng như là khi chúng ta đưa ra quyết định trong cái việc kết hôn và sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống với một cái tâm thế như thế nào, thì rất ít các bạn trẻ có thể tự chuẩn bị cho mình những cái tâm lý như vậy. Mặc dù chúng ta không nói rằng là chúng ta sống quá thực tế thì cuộc sống nó lại thành khô khan và tính toán. Đúng không ạ? Bởi vì có quá nhiều người họ thực tế từ cái việc rằng là họ thực tế từ tình cảm cho tới việc tài sản, khi họ kết hợp với người khác như thế nào, khi mà về chung nhà với một người dân, một người lạ sẽ như thế nào, rồi những cái mối quan hệ xung quanh sẽ như thế nào. Tất nhiên sự rõ ràng là tốt, nhưng rõ ràng quá lại thành ra tính toán so đo, và đôi khi nó cũng sẽ trở thành mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta đến với nhau là vì tình yêu, hầu hết mọi người kết hôn là vì tình yêu, đúng không ạ? Vì tình cảm. Thì chúng ta nuôi dưỡng cái tình cảm, chúng ta nuôi dưỡng một cái mái ấm như vậy, và chúng ta sinh con đẻ cái ra thì chúng ta cũng mong rằng là tạo nên một cái mái ấm cho các con, ở đó có tình yêu, ở đó có những cái niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuy nhiên là chúng ta lại có rất là nhiều người lại ở một cái khía cạnh ngược lại, là chúng ta lại quá mơ hồ, chúng ta lại quá lãng mạn và chúng ta lại quá màu hồng đối với những cái cuộc hôn nhân, những cái việc mà chúng ta về chung một nhà với người khác, mà chúng ta không lường trước được những khó khăn trong cuộc sống, từ cơm áo gạo tiền, từ những cái mâu thuẫn rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ cái suy nghĩ, từ cái nhân sinh quan cho tới thái độ sống, cũng như là thái độ ứng xử với nhau và với những người trong gia đình, với các mối quan hệ. Và cũng chính vì vậy cho nên khi mà bất kỳ một mâu thuẫn nào xảy ra thì có rất là nhiều người lại trở nên hoang mang vô định, rằng không biết mình phải làm gì thì mới tốt cho bản thân, không biết làm gì thì mới tốt cho con cái của mình. Và cũng chính vì vậy cho nên rằng là dù là tình yêu hay là hôn nhân thì tốt nhất rằng là bản thân chúng ta là những người trong cuộc, thì chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình những cái tâm thế cũng như là những cái kiến thức cần thiết để chúng ta bước vào những cái cuộc hôn nhân, làm sao để chúng ta nuôi dưỡng nó một cách bền vững. Và nếu như nó không thể nào gắn kết được nữa thì cái việc mà chúng ta chia tay như thế nào để nó văn minh và nó không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, và đặc biệt là với những đứa con chung. Và cái câu chuyện rằng để tránh những mệt mỏi và băn khoăn khi mà chúng ta chưa biết làm gì trong việc giành quyền nuôi con sau ly hôn, thì các bậc phụ huynh của chúng ta cần phải nắm được những cái luật cơ bản để giúp cho cả hai người nhanh chóng giải quyết cuộc hôn nhân đổ vỡ theo đúng pháp luật, sớm kết thúc ác mộng cho cả hai người và cho cả những đứa trẻ. Việc giải quyết quyền nuôi con theo đúng pháp luật luôn là sự lựa chọn văn minh của nhiều người. Hiện nay vẫn còn trường hợp cha mẹ tự thỏa thuận trong việc nuôi con bằng miệng. Và điều này là việc chúng ta tự gây rắc rối về sau này khi một trong hai người muốn chấm dứt thỏa thuận và đặt ra những yêu cầu khác. Bên cạnh đó thì đối tượng cần quan tâm trong vấn đề giải quyết quyền nuôi con chính là những đứa trẻ. Việc đổ vỡ hôn nhân khiến cho gia đình, cũng chính là những tế bào xã hội, sẽ trở nên khiếm khuyết, và sự bảo vệ dành cho những đứa trẻ sẽ không còn được chắc chắn nữa. Chính vì vậy mà sự bảo vệ từ pháp luật là điều cần thiết ngay ở thời điểm hiện tại cho con. Sự bảo vệ này nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thương đối với con trẻ và phần nào không làm ảnh hưởng, cũng như sẽ giúp hồi phục tâm lý cho các con hậu ly hôn. Luật pháp hôn nhân và gia đình của Việt Nam đã có những quy định rất là chặt chẽ về nghĩa vụ trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục cũng như là trông nom con cái. Nguyên văn điều 69 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau: trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi bản thân mình. Theo khoản 2 điều 81 Luật hôn nhân gia đình năm 2014, vợ chồng tự thỏa thuận về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi nấng con cái cũng như là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cả đôi bên đối với con cái. Tòa án sẽ quyết định dựa trên các yếu tố nhất định nếu như cả hai bên không tự thỏa thuận được. Trong điều 82 của Luật hôn nhân gia đình cũng có những quy định rất là rõ ràng về vấn đề cấp dưỡng nuôi con. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ chu cấp cũng như là thăm nom con sau này. Như vậy là cha mẹ chúng ta cũng phải nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong vấn đề nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Cho nên mới thấy là sinh ra một đứa trẻ nuôi dưỡng. Cho nên lúc này đây khi mà bố mẹ lớn lên, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phải giải quyết ổn thỏa giữa việc bố mẹ ly dị như thế nào. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất cảm xúc của con ra sao. Cho nên trong lúc này chúng ta cũng phải đặt mình vào tâm thế của con, là chúng ta phải ly hôn và chia sẻ với con cái câu chuyện này nó như thế nào, thật là nhẹ nhàng để con có thể làm quen được. Và sau khi ly hôn thì chúng ta phải làm như thế nào để tránh cái sự bỡ ngỡ cho con, cũng như phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm đôi bên. Bởi vì có rất là nhiều cặp vợ chồng dường như sau chia tay là chán ghét, như là một cái mối thù hằn lâu năm vậy. Bố không chịu gặp mẹ, mẹ cũng không chịu gặp bố, và tiêm nhiễm vào đầu óc con những cái lời lẽ rất là thô bạo cũng như là những cái hành vi không tốt.
về cái người đối phương, thì làm như vậy con chẳng khác nào là đứng ở giữa và lắng nghe những cái điều không tốt khi mà mẹ nói xấu bố, rồi bố đi nói xấu mẹ, thì điều này cũng là một điều không nên. Khi mà chúng ta nhìn ở góc cạnh đó thì rõ ràng việc đầu tiên mà chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng về mặt tâm lý là các con sẽ không tin vào tình yêu, các con sẽ không tin vào gia đình khi mà đó nhẽ ra rằng sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc nhất cho các con. Thì một khi mà một con người đã không có chỗ dựa thì chắc chắn rằng khi họ bước ra đời họ sẽ rất là mông lung, sẽ rất là vô định, và họ làm bất kỳ điều gì thì họ bản thân họ đôi khi họ còn không biết họ làm điều gì, thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nặng nề đến chính bản thân họ và cho cộng đồng xã hội. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng cái việc mà chúng ta quyết định kết hôn đó chính là sự tự nguyện từ phía hai người, thì cũng hy vọng rằng khi mà chúng ta ly hôn chúng ta cũng đứng trên tinh thần là sự tự nguyện của phía hai người, và dẫu rằng một bên có không đồng ý đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải có cái sự suy nghĩ cho con trẻ của mình. Hoặc nếu như những ai đã có cái suy nghĩ rằng là mình không thể tiếp tục cái cuộc hôn nhân này nữa, mình sẽ phải ly dị, thì hãy nghĩ thật kỹ cho con để chúng ta có thể có những cái bước chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc mà chúng ta chia tay cũng như là hậu chia tay sẽ ứng xử như thế nào và sẽ có những cái trách nhiệm, những cái nghĩa vụ như thế nào đối với con trẻ. Chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các ông bố bà mẹ hiện nay đến với nhau bằng cảm tính và chia tay cũng trong cảm tính, giận lên một câu, tức giận rồi nói chia tay và cứ thế là ký vào tờ đơn ly hôn và không cần biết rằng là con cái sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Và rõ ràng rằng trong những trường hợp như thế này thì hầu hết rằng là mọi người đều nghĩ rằng là những ông bố bà mẹ như vậy chỉ ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tất nhiên rằng đứng ở rất là nhiều khía cạnh, chúng ta thấy có rất là nhiều nguyên nhân, rất là nhiều lý do mà chúng ta cũng sẽ không thể nào mà chúng ta là người trong cuộc để chúng ta có thể bàn hết được những cái việc như vậy. Tuy nhiên thì dù là ở lý do như thế nào đi chăng nữa thì vẫn hy vọng rằng các bậc phụ huynh của chúng ta, các ông bố bà mẹ của chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về cái vấn đề ly hôn như thế nào để thực sự là văn minh, để con trẻ của chúng ta dù là sống với bố hay sống với mẹ thì cũng vẫn sẽ nhận được sự đảm bảo về mặt đời sống vật chất cũng như là đời sống tinh thần.